bị tất cả lưỡi nghi ám ảnh, làm tinh thần đạo hạnh nhược suy, chẳng dình ngủ giới tam quy, càng thường luân lý bỏ đi không cần. Chôn thiện tánh trong rừng mây mùi, lấp đạo căn dưới bụi trần ai. Riêng thân đã bị đọa đày, còn làm đức Phật nhiều ngày thương lo. Nghiệp mê chúng đã to như núi, đức huệ con kém cõi ít ỏi. E khuyên họ chẳng nghe lời, nhờ ơn Phật lực khiến đời phát tâm. Phật chẳng lời liền ngâm bài kệ, nước thấm qua các vật trời xoáy khắp vạn loài. Giống gặp mưa liền phát, đời loạn đạo nên khai. Định châu trong được nước, sức gió thổi tan mây. Sắc cứng không đương lừa, thu khiếp sư tử quay. Thuyền không đi trên lầu, nên gạo chịu người say. Thuốc dùng cho kẻ bình, đuốc không rọi ban ngày. Chớ e trời không mọc, trong hộp có lá cây. Nghe kể qua lòng này hớn hở, như kẻ mù được mở mắt ra. Thế là trong Phật có ta, trong ta có Phật, thế mà không hay. Nghĩ rồi ta chấp tay lại Phật, lòng vô cùng cảm đức của Ngài. Nguyện đem cái xác mòn này gánh đau sầu, cứu mê say cho đời. Đến khi nào hết người khổ não, ta mới vui lòng đau Tây Phan. Ngày nào còn kẻ khốn nạn, ta còn ở thế mở đường từ bi. Lời nguyện này bỏ đi muôn xác, cũng không quên xin Phật chứng minh. Hãy thay con khéo phát nguyện, con cùng sanh chúng lành duyên tử này. Họ nhờ con dứt dây oan nghiệt, con do người công đức rộng sâu. Nhiều người khao khát từ lâu, con đem nước tình trong bầu này đây. Mau cho họ kéo dày công đời, sớm chừng nào ít lợi chừng ni. Cơ duyên này đã đến kỳ, càng không nên để duyên trì phút nào. Huống gặp khắp trần lao hiện tại, thứ gọi tên là nỗi ngã mang. Khắp trong thế giới ta bà, nơi nào nó cũng cửa nhà dựng lên. Nó rất thích sống trên người thế, chỉ biết mình không kể đến ai. Nó hay bắt vật các loài, dù thân thích cũng không hay ân cần. Tự tạo lấy cho thân riêng hưởng, không biết màng tư tưởng lợi tha. Nó dùng đủ phép yêu ma, xây thành đắp lũy gần xa khắp cùng. Nó ham muôn dùng
không bờ bên, nghĩ cho thân, nghĩ đến vợ con. Nó không giờ phút ngừng chân, bào háo lo liệu tao tần ngày đêm. Nó thường muốn sống êm trên gấm, dùng đủ phương xâm chim của người. Kẻ đau khóc nó vui cười, ăn xương uống máu của người rất ưa. Nó yêu mến không chừa một việc, thường mưu mô cướp giết loài người. Chúng sanh thế kỷ 20 cũng vì tại nó chịu đời đắng cay. Quả đủ hạng gây trai già trẻ, giả vua quan giả kẻ thường nhân. Nhà giàu nó cũng ẩn thân, kẻ nghèo nó cũng đến gần không chê. Thấy của cải nó mê nó đâm, mưu lấy đi cho đặng mới thôi. Ma nào có chút vị ngôi, lòng tham ác lại gấp mười thường ma. Người bị nó trầy da phòng trang, nó khiến sai bất hạn người nào. Một khi bị nó nhập vào điều chỉ, nó bảo cũng nhào ra đi. Nó muốn được kẻ quỳ người bái, thường bày mưu tạo lấy quay danh. Nó ưa thích việc sát sanh, thường đi chiếm lụy phá thành đối phương. Nó muốn ai cũng nhường nhịn nó, hay thét gầm như hổ rừng hoang. Nó khi được sự giàu sang, bắt người nghèo khó làm hàng tớ tôi. Kẻ trên nó xoay nó bôi, hạng dưới tay đánh chửi lung lăng. Nhỏ nhoi hơn lũ rùi lằn, món chi nó cũng uống ăn không chừa. Thấy ai tạm mũi dưa nó nhào, bảo rằng không có đạo Phật tiên. Dạy gì lại phải làm hiền, bị người hiếp đáp quỷ quyền không ngơ. Nó khuyên hãy theo phò bên nó, chẳng những là giàu có cao sang. Nào là nhiều bát nhiều vàng, còn thêm nhiều thiếp nhiều nàng giúp vui. Có ca nhạc làm nguôi cơn thàm, sẵn rượu ngon rửa đắng lòng sầu. Hơi nào mong việc đâu đâu, nên lo ngay cuộc sang giàu là hơn. Lũ nó cứ khuyên lên như thế, còn bày ra đủ cây gạt người. Nó làm cho khắp cõi đời, không còn ai biết tu thời mới ưng. Nó có tánh chê thần ghét Phật, nó thường hay phá phách tăng đồ. Giả làm trai đẹp gái tơ, khiến cho tăng chúng ni cô mê hồn. Khi đã bị thần hôn quỷ ám, bỗng trở nên trí loạn tâm mê. Từ bi lộn ngõ quên về, nghiêng đàn tục lụy theo bề trần gian. Tự rút nhịp cầu sang tịnh độ, dông ruổi theo ác lộ tinh ma. Đạo màu càng lúc càng xa hết, mong cứu vớt
như là trứng ung. Hạng tăng đồ còn không tranh nổi, người thường nhân chống chọi sao ra. Dễ làm con cháu quỷ ma, càng suy nghĩ tới thì là càng thương. Kẻ quan quyền lạc đường chung nó, sẽ gây nên tai khổ muôn dân. Người thường bị nó dấn chân, tự làm con vật thiếu thân của mình. Nó vốn là không hình không bóng, lấy xác thân người sống làm thân. Nếu không dùng chú hội thần thì là không thể biệt phân được nào. Xác người bị nó vào làm chủ, sẽ trở nên làm đủ tội mê. Hết còn biết sự khen chê, cứ làm sao được ngoả nguê ý mình. Không còn biết đến tình bác ai, chẳng cần nghe đạo nghĩa ai phân. Tội nào cũng buộc vào thân, càng làm càng bất tinh thần say xưa. Ráng ngừa nó như ngừa kẻ địch, ngày những đêm thường xét trong tâm. Nếu như thấy bóng sai lầm, mau ngăn lại chứ cho xâm nhập vào. Lòng tinh tấn dồi trao đạo hành, cách ở ăn đúng đắn luật nghi. Việc làm nào cũng nghĩ suy, tranh cho khỏi phạm những gì xấu xa. Trong tâm niệm Di Đà không dứt, miệng nói lời đạo đức thẳng ngay. Thuyết tà không để vào tay, sự mê dù nhỏ cũng hay ngăn trừ. Tập lòng biết thương người hơn của, lo ích chung vui bỏ lời riêng. Dùng tiền không bị mê tiền, cảnh giàu sang chẳng làm điên tâm hồn. Hữu tình chẳng bị chôn trong sách, có danh không tự đắc lấy danh. Áo đời tạm mặc vào mình, để làm lợi ích nhân sanh xa gần. Xác phàm tục tinh thần Bồ Tát, đò luôn đưa bến giác không ngưng. Sống cho khắp cả chúng dân, mỗi điều là mỗi vị nhân mà làm. Tham nhưng chẳng giống tham thường tục, dục mà không phải dục phạm tình. Tham nhiều của giúp nhân sanh, tham cho ai cũng ấm lành áo cơm. Tham đến đổi điều nhân dù nhỏ, cũng vui làm không bỏ trôi qua. Dục sao cho cõi ta bà, trở nên cực lạc nhà nhà an cư. Dục cho mọi người trừ nghiệp dữ, lấp xong đường sanh tử luân hồi. Chừng nào việc ấy thành rồi, thì tham dục mới chịu thôi trong lòng. Được ý niệm sạch trong như thế, không bao giờ lầm kế quỷ ma. Con dùng đạo huệ cao xa, độ cho chúng trở nên nhà thiện lương.
kẻ hiểu đạo xoay gương tiến đầu, người còn mê được thao lưỡi mê. Mùi thiền thơm nực giường quê, trên vui tánh Phật dưới xuê lòng người. Yêu quay hết dễ người khuây rối, tinh tà không cơ hội phá phanh. Chỉ đem công đức hiện lành đủ làm tà phép tan tành liền khi. Tà không thể hại gì được chánh, như nước càng đập mạnh càng văng. Khi người hữu đức hữu căn luôn luôn có ánh hào quang khắp mình, làm cho mắt tà tinh bị choa, không thể gì xông phá lại gần. Lúc nào cũng bảo vẹn thân được an, thể xác tinh thần cũng an. Ngược lại kẻ lòng gian tanh sâu, dễ làm nơi cơ cấu cho ma. Khác nào trộm muốn vào nhà được, người hở cửa tức là vào ngay. Lộ không kẻ vãng lai dòm ngó, tất nhiên là cây cỏ mọc lên. Trong lòng cứ mãi bỏ quên, các điều ác dục nó liền sanh ra. Rễ chưa mọc diệt đà dễ diệt, châm gốc rồi muốn tiệt khó khăn. Làm sao đừng để ăn năn, khỏi đường sanh tử sanh bằng thần tiên. Người thường hãy lãng quên ý thức, lầm lỗi rồi mới sực nhớ ra. Chừng ni đã muộn thay là chi, bằng xét trước rồi mà làm sao. Việc nào phải thì mau bước tới, điều quấy thì lo thối cho nhanh. Lo cho thân tộc được lành, cũng không quên giúp dân tình hiền lương. Mở cho mình rộng đường sanh sống, lại cũng lo giúp vốn người nghèo. Gặp ai mắc phải nạn yêu, ra tay giúp đỡ tùy theo sức mình. Kẻ lỗi phạm mở tình tha thứ, người dốt thời dạy chữ cho thông. Sự phân rất mực bình công, từ ngoài việc chung đến trong nhà mình. Trọng lễ phép biết gìn phong hoa, không chửi thề không cả rầy la. Mỗi lời mỗi tiếng nói ra, vừa là êm dịu vừa là thẳng ngay. Giàu sang cũng chẳng hay nịnh bờ, nghèo hèn không ruồng bỏ khinh khi. Ai khen cũng chẳng vui gì, ai chê cũng chẳng lấy chi làm phiền. Gặp người có đức hiền thì học, thấy ai còn hung ác thì khuyên. Tuy là sông chốn đảo điên, mà lòng vẫn được lặng yên như thường. Chẳng bị kẻ buộc vương tội ác, thường được làm chủ các việc đời. Giàu ra trong chốn ăn chơi, như trăng thú nó lội bơi trong hồ. Trăng không bị nhiễm ô trong nước, nước chẳng cầm giữ được bóng trăng. Tự do đi lại ngày hằng, không phiền ai đón ai ngăn được mình.
sắc chi cũng không chính được mắt, ý mắt tự do ngắm vật trong ngoài. Đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chế bai gom nhòm. Tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay. Dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lại trong lòng. Mùi chi cũng chẳng lung được mùi, mùi tự do để ngửi các mùi. Thơm không làm nại ý vui, hôi không thể khiến cho khơi lòng buồn. Vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các gì. Ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê. Cỏ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng. Lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trọng nơi tâm. Vật chi cũng không làm đồng ý, ý tự do xử trí vật danh. Giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê. Cảnh không thể làm mê tâm ý, ý tự do tự trị lấy mình. Trong sanh tử vượt tử sanh, tuy mang xác tục mà tinh thần tiên. Đoạn này rất diệu quyền vô tận. Người hạ quân nếu đặng dịp nghe, sẽ là tình được giấc mê. Bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Ta nghĩ thế không lường mừng rỡ, như diêm lòng được mở cho ra. Tay liền chấp trước Phật Đà, vừa nghiêng mình lại vừa là cảm ơn. Nếu Phật chẳng quá thân dạy dỗ, đời khó mong giác ngộ đạo màu. Cứ vui theo việc đâu đâu, càng đào hố tội lỗi sâu thêm nhiều. Núi dù có bao nhiêu sức nặng, cũng không so kịp đặng Phật ơn. Con nguyện giữ giả kéo sơn, đem lời Phật thuyết tỏ phân cho đời. Bài đạo lý giữa thời hỗn loạn, cố nhiên là nhiều đoạn gai go. Cuối xin Phật trợ giúp cho, khiến an được khách mà đò cũng an. Phật chẳng lời bảo rằng chớ ngại, Phật ban thêm cho gậy kim cang. Gặp khi yêu quay đoán đàn hải, mau lấy gậy đánh tan tức thì. Gậy chẳng những trị gì yêu quay, còn ngăn luôn được loại thú rừng, huống là kẻ bảo thường nhân. Gậy này có sức đương ngăn dễ dàng. Vậy trong lúc lên đàn giảng kệ, con nhớ mang chớ để rời ra. Từ gần cho đến chỗ xa, gậy này có thể phi ra như thường. Sắc đã chẳng hề đương kịp nó,
nó vào trong lửa đỏ như không, đập tan núi quá thành đồng cứng không, chi xanh dẻo đông chi bằng. Tháng gặp vật trở ngăn nguy biên, dùng gây này linh hiển phi thường. Yêu tinh chẳng những không đương đến, như tà giáo cũng luôn khuất tùng, lúc ngủ thức cũng không rời no. Quỷ ma không dám mó lại gần, đây là gậy phép hộ thân con, nên gìn lấy cho cần đừng quên. Gậy này chẳng những riêng con hưởng, khi phổ thông tư tưởng Phật Đà, tháng như gặp kẻ mũ lòa, gậy này con cá đem ra dắt người, kẻ già yêu đứng ngồi khó mồi. Dùng gậy này chống chọi đỡ nâng, hoặc là gặp kẻ què chân con mau dùng lấy gậy thần dẫn đi. Lúc ăn uống hay khi tiêu tiền, hữu sự là dùng đến tự nhiên. Nơi nào cũng khỏi cử kiên, như là nước rửa không phiền sạch dơ. Nhà đạo sĩ không nhờ có gậy, chẳng bao giờ tự tại được đâu. Vậy con chớ giả lo âu, luôn luôn có gậy theo hầu bên con, nhận lấy gậy lòng son hớn hở. Hơn người nghèo được số bạc to, thế là ta bớt nỗi lo, sớm hôm được có gậy phò bên ta. Giữa cõi thế nhiều ma với quỷ, có gậy này ắt trị được ngay. Ta liền cúi lại Phật ngài, ơn này muôn kiếp không phai được nào. Từ mặt Phật có hào quang sáng chiếu vào ta, rồi phán lợi rằng trong đời có lâm ác tăng, thấy con có gậy lòng hằng sanh ghen. Đợi gặp lúc tối đèn tắt lửa, hoặc trong khi hở cửa trong chân, nó vào trộm mất không chừng con, nên cẩn thận chứ đừng lãng lơ. Kẻ ác tăng đang cơ hưng thành, mượn cửa thiền làm cảnh giàu sang. Tục lòng chẳng kém thế gian, cũng mưa rượu thịt cũng đàn bướm ong. Mượn chuỗi hột lè trong ba tanh, đắp cả xa khỏe mánh thập phương. Tùng phe tụ phai lắm đường, chúng làm ngược cái kỷ cương nhà thiền. Tội của chúng ghi đen cả sách, ngày rốt đời đủ cách phạt răng. Chuỗi kia quá lại xích thằng, ngày đêm không ngớt trói trắng nơi mình. Cá sa nọ đổi thành áo sắc, giờ phút nào cũng mắc vào thân. Thịt xương đau nhất không ngần chiều, cho đến lúc tiêu lần đi thôi. Mang lớp Phật nói lời tà ác, miệng trở nên lửa khạc phun ra. Mắt thì đỏ tở quyết, và hình hài xấu xí hơn là quỷ yêu. Thông khổ biết bao nhiêu mà kể,
thêm uống ăn nhơ uế tanh hôi. Thấp hèn hơn loại lằn rồi ai trong cũng bắt trệ môi gốm nhòm. Kẻ dối tu cứ ôm lòng ác, con khuyên cho họ giác điều này. Xin đừng mượn tiếng phương Tây gạt lừa thiên hạ để xây mộng đời. Hãy ăn ở đúng lời Phật dạy, cần trong tôn luật giai nhà thiền xét chưa dứt đặng trần duyên. Nên ra ngoài thế chớ nên ở chùa, điều này khiến ta ngờ liền hỏi. Vì có người đã lỗi ăn năn sẽ còn được phép làm tăng hay là dân loại khỏi hàng thiền gia. Phật rằng nếu ai mà phạm tội, nếu thật lòng cái hối bỏ đi, thì là tối nó còn chi, vì như gió lặng tức thì sống yên. Từ trong tâm khởi lên hung dữ, cũng do tâm sanh sự hiền lành. Bổn tâm vốn thật không hình, bởi duyên theo cảnh sanh tình nọ kia. Duyên theo ác chịu bề lao khổ, duyên theo lành được có phước ân. Giữ lành nếu chẳng biết phân, các nào cây cỏ thức thần đều không. Vậy còn nhớ khuyên trong sanh, chúng lỡ phạm rồi thì cũng ăn năn. Làm cho bên thiện càng tăng, còn bên hung ác ngày càng giảm đi. Phật ngóng đợi ai quy cửa đầu, để ghi tên nơi bảo liên trì, để ngày long hội mở thi sẽ cùng các Phật đồng quy một đường. Dùng phép nhiệm âm dương biên hóa, quyết làm sao cho quả địa cầu trở nên một cõi bao châu, không người lao khổ thảm sầu mới ân. Ai cũng được hiền nhân đạo đức, không có loài quái vật độc trùng. Hán người tội lỗi ác hung, cho sanh vào cõi bần cùng khác xa.